Ok, xin kính chào quý anh chị nhà tư. Chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của em. Đó là mình vest vào dịp đầu tháng 8 này. Thì uh, khoảng thời gian vừa rồi thì Tuấn có bận một số công việc cá nhân cho nên là không có thường xuyên mà uh, ra những cái video gửi đến những cái nhận định cũng như là phân tích cho mọi người. Đấy, thì mình cũng uh, nhận định cho trong uh, group cộng đồng với lại là chủ yếu là các anh chị trong group khách hàng thôi. Thì hôm nay mới có dịp và thời gian rảnh để mà có thể là lên tiếp được cái video cho mọi người để mà mọi người nắm được cái sự vận động của thị trường cũng như là những diễn biến trong cái uh, phiên ngày hôm nay các anh chị ha. Rồi thì uh, trước hết thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về thị trường. Uh, trước đó thì uh, Tuấn cũng đã có những cái nhận định về thị trường chung rồi, thì chúng ta qua cái trạng này này. Đây, thì uh, chúng ta sẽ thấy là Tuấn cũng đã có những cái những cái uh, bước vẽ cho các anh chị chúng ta về những cái À, đỉnh và cũng như là cái sự so sánh về trong cái quá khứ là cái đỉnh số 4 này của thị trường chúng ta, nó sẽ khá là giống với những cái diễn biến của uh, những cái năm mà 2014 các anh chị ha, ở đây này. Đấy thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là uh, thị trường chúng ta nó cũng sẽ vẫn có một cái nhịp mà nó vượt và nó rướng lên. Đấy, cũng giống như năm 2014 vậy đó. cũng có một cái nhịp nó rướng là nó vượt qua được cái đường trading range này là cái đường kẻ kháng cự nối cái cái đỉnh ba cái đỉnh trước đó với nhau. Đấy, và nó cũng sẽ có một cái giai đoạn nó rướng được thêm một chút xíu rồi sau đó nó sẽ bắt đầu nó có những cái sự điều chỉnh mạnh ha thì ở đây thì mọi người cũng sẽ thấy là phiên ngày hôm giờ gần đây thì uh, chủ yếu cái sự vận động của thị trường là nó tập trung là như thế nào là nó tập trung nó đẩy những cái mã cổ phiếu trụ đặc biệt nhất là hai phiên gần đây là đã đẩy lên nhà cổ phiếu uh, vin anh chị ha nhà cổ phiếu vin đẩy rất là mạnh hôm nay vick đẩy tiếp tục đẩy tăng trần hôm qua cũng đẩy tăng chân thì nếu mà mọi người có xem hoặc là có theo dõi video của Tuấn thì cách đây khoảng tầm là 2 tuần, cách đây khoảng tầm là 2 tuần, Tuấn nhớ là trong cái video này này, đấy, cái video ngày 17 tháng 7 ở đây, Đó, thì Tuấn có đề cập đến với cho các anh chị ta nhà cổ phiếu là VAC này, các anh chị ha, đấy, cổ phiếu VIX này, Đó, thì Tuấn cũng đã dặn với mọi người là à, chúng ta có thể là chú quý những cái mà cổ phiếu này khi mà liên tục là những cái vùng tạo đáy của VIX này liên tục liên tục là những cái vùng tạo đáy của ở đây thì khả năng rất là cao nếu mà chúng ta chấp nhận chúng ta mua những cái uh, sự đánh đổi rủi ro ấy giữa rủi ro và lợi nhuận ấy thì các anh chị ta hoàn toàn có thể là mua được ở quanh cái ngưỡng vùng giá là dưới 52 anh chị ha dưới 52 đấy và khi mà nó có những cái sự xác nhận mà nó vượt qua được 53 thôi thì là các anh chị ta sẽ thấy là nó đi lên rất là mạnh và đồng thời là nó có cái game là niêm yết bên sàn chứng khoán mỹ nữa đó thì thông tin này nó 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 đã làm à, tăng cái, cái 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 sức nóng của cổ phiếu lên thì như các anh chị chúng ta thấy là trong hai phiên vừa qua là nó đã tăng trần ở 14% rất là nhanh mà để đánh mà 14% đối ngoại cổ phiếu này và với cái mức vốn hóa của nó lớn ấy thì nó kéo theo cái điểm chỉ số của vn đấy chúng ta lên rất là nhanh như các anh chị chúng ta thấy là nó phục vụ cho bên phái sinh là cực kỳ là lớn luôn các anh chị chúng thấy không ạ à? rồi ngay cả Vinhome cũng tương tự như vậy hôm qua cũng là một cái phiên tăng trần của Vinhome sáng nay cũng tạo ra một cái gấp up và tăng lên tiếp tục tăng lên rất là mạnh nhưng mà về cuối phiên đó, thì vinhome lại uh, giảm điểm nhẹ các anh chị ha rồi tương tự như là vre thì vre nó có ít cái câu chuyện hơn cho nên là chúng ta sẽ uh, không đề cập quá là nhiều vào vre đấy, mà đề cập tới chủ yếu là VIX và vinhome thôi đó. nên là các anh chị chúng ta thấy được rằng là cái cuộc chơi này hiện tại những cái giai đoạn mà gần như là cuối sống của thị trường chúng ta chúng ta sẽ thấy là những cái mã cổ phiếu trụ như là vinhome rồi mysan rồi png đấy trong các cái mã cổ phiếu uh, dòng ngân hàng nữa là các anh chị chúng ta sẽ thấy là nó đẩy lên đẩy rất là mạnh các anh chị ha đó những cái giai đoạn gần như gốc cuối là chúng ta sẽ thấy là uh, cả một tuần hơn vừa qua là chủ yếu là uh, tiêu biểu là phải nhấn nhấn mạnh là những cái mã cổ phiếu trụ đó thì như các anh chị chúng ta sẽ phải như thế nào à? à chú ý về cái độ rủi ro của thị trường chung bởi vì khi mà cái dòng blue chip của thị trường chúng ta nó thu hút dòng tiền ấy, thì chắc chắn nó sẽ phải có những cái sự đánh đổi trên thị trường ở những cái nhóm cổ phiếu khác hay là dòng cổ phiếu khác đấy nên là các anh chị chúng ta cũng phải cần cân nhắc hoặc là chúng ta sẽ thấy được rằng là khi mà có cái, 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 cái uh, câu mà trên thị trường chúng ta nó thường uh, hay nói đấy khi mà banh dậy sóng thì thị trường đứt bóng. À, Tôi có nghĩa là cái dòng tiền nó dịch chuyển một sang những cái mã cổ phiếu trụ, sang những mã cổ phiếu ngân hàng với vùng hoa lớn, thì cái dòng tiền nó sẽ thoát ra ở những cái mã uh, mid cap hoặc là những cái dòng cổ phiếu khác. ha Nó có yếu tố là nó điều chỉnh ngắn hạn. Đấy. Thì các anh chị có thấy là hôm nay là biết đã bước thoát được khỏi cái gì? Cái 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 cái, cái uh, vùng mà nó té lại cái đỉnh trước là quanh cái vùng 478 nó lên đến, đến 48. À, và volume hôm nay cũng tương đối là đẹp. Đấy nhưng mà đóng cửa không có mạnh mẽ thôi nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là cái cái mốc mà nó có thể vượt được nó là chạm được là khoảng tầm là 50 thậm chí là là là, là 51.x các anh chị nhá. Nên là có hàng thì các anh chị chúng ta nắm giữ thôi ha. À. Đấy còn một cái việc mà à, Tuấn tư vấn cho các anh chị chúng ta tham khảo á, là từ những cái vùng là 44.x cho tới vùng 45 rồi khi mà nó vượt 45 là các anh chị chúng ta là thấy là cái điểm là cái điểm bài vót và dòng tiền nó vào thì các anh chị chúng ta tiếp tục chúng ta là tham gia ở những cái giai đoạn phía sau đó rồi ngoài ra thì có CTG cũng vẽ cho các anh chị chúng ta ở đây rất là kỹ rồi ha cứ chỉnh rồi lại tăng cứ chỉnh rồi lại tăng thôi đấy, mặc dù là tôi cũng biết được rằng là những cái dòng cổ phiếu nhóm ngân hàng nó sẽ tăng đấy nhưng mà cái biên độ lợi nhuận của nó nó sẽ không có thực sự quá là hấp dẫn dành cho đại đa số các anh chị nhà đầu tư ở đây các anh chị nhà đầu tư sẽ rất là thấy là sẽ thích đánh dòng những dòng mid cap hoặc là những cái dòng đầu cơ hơn là những cái dòng uh, ngân hàng. Đấy. Theo tuấn theo tuấn tuấn uh, uh, tham khảo và cũng như là là là, là quan sát thấy thì, thì thì đa phần là như vậy các anh chị ha. Rồi. Đấy thì uh, các anh chị chúng ta thấy được rằng là chủ yếu là cái động thái là kéo lên bởi những cái mã cổ phiếu blue chip nó như vậy đó thì các anh chị chúng ta sẽ như nào mà khó lòng đúng không ạ? À? Chúng ta sẽ khó lòng mà chúng ta uh, ăn được ăn được những cái giai đoạn cuối như thế này ấy thậm chí là khi mà thị trường chúng ta tăng điểm nhiều khi là cái danh mục của các anh chị chúng ta lại như nào à? à điều chỉnh giảm đó là điều hết sức là bình thường thôi các anh chị nhá nên là chúng ta cần phải biết được rằng là một khi mà Đấy, một khi mà thị trường kéo thốc lên đúng không ạ một khi mà thị trường ta kéo thốc lên bởi vì mà cổ phiếu trụ và những mã cổ phiếu nhóm ngân hàng thì cái quy mô vốn của các anh chị chúng ta ở những cái mã cổ phiếu mid cap không nên gia tăng quá là mạnh mẽ nữa, mà khi đó các chị chúng ta cần phải đặt cái vấn đề là a à, như nào à rủi ro nó đã bắt đầu nó xuất hiện rồi, à cái chị chúng ta lưu ý như đó, những cái điều đó nhé. Ha, à, rồi thì chúng ta sẽ cùng điểm danh qua một số các cái dòng cổ phiếu mà hôm nay Tuấn thấy cái áp lực bán nó cũng tương đối là mạnh và Tuấn cũng đã có uh, vài cái khuyến nghị là bán ra hạ tỷ trọng, rất là nhóm dòng dầu khí thì giống dòng dầu khí này là mình cũng đã theo uh, rất là, là 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 lâu rồi đúng không từ những cái vùng chân sóng nó theo rất là lâu rồi Đấy, ví dụ chẳng hạn như BVD là từ những cái vùng 22 này ấy rồi hay như BVS là từ những cái vùng là 26 này rồi BVC cũng từ là những cái vùng là 15.5, 15.7 ở đây này Đấy, mình cũng đã theo rất là lâu rồi các anh chị ha đó thì uh, trong cái tuần vừa qua thì uh, tôi cũng đã báo với lại các anh chị nhà đầu tư Đấy, tuần trước là mình đã báo với các anh chị nhà tư là chốt 50% những cái phiên mà nó tăng về điểm lên như thế này. Đó, những cái phiên tăng điểm lên như thế này. Mình đều đã báo với các anh chị nhà tư chúng ta canh chúng ta chốt ra 50%. Đấy, rồi hay như BVD thì mình cũng mà chốt non một phần. Đó. Đâu rồi? Đây. Đấy. Thì BVD uh, thì mình cũng đã báo với mọi người là canh chốt ở vùng 25.5 này và tiếp tục chốt vào dịp đầu sáng nay nữa Đấy, phiên sáng ngày hôm nay là Tuấn thấy cái 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 cái, cái điệu bộ này là không ổn lắm Ha, à, Tuấn thấy cái điệu bộ này là không ổn lắm Cho nên là Tuấn cũng báo với các anh chị nhà đầu tư sáng sớm ngày hôm nay luôn Mọi người sẽ thấy nè Mọi người chốt lại tiếp BVD, BVS giúp Tuấn nhé Chốt thêm 50% còn lại Đấy, khi mà bước vào ATO là mình báo ngay là bán luôn Ha, à, rồi ngay cả là Nam Kim Hoa Sen và Hòa Phát sáng nay cũng tiếp tục chốt 50% luôn. À, các anh chị mà thấy không ạ? À? Rồi, lát nữa Tuấn sẽ nhắc tới dòng thép sau. Thì khi mà trong một cái giai đoạn mà cảm thấy như là cái yếu tố mà đẩy giá của cổ phiếu nó không còn được mạnh mẽ như trước nữa. ha Thì bắt đầu là chúng ta sẽ phải về chân. Cũng giống như là con PVS này. Đấy. Trong những cái phiên giờ gần đây là đáng nghĩa là nếu như mà cái động lực của nó nó muốn vượt tăng lên được và đánh break được khỏi vùng 35 á đó, thì ở đây các anh chị chúng ta sẽ thấy là chúng ta bật cái chẹt giờ lên để chúng ta nhìn nhận nó rõ hơn này đây lần thứ nhất này lần thứ nhất chạm gần 35 áp lực bán xuống lần thứ hai vượt 35 không thành công lần thứ ba tiếp tục lại vượt nữa lại tiếp tục không thành công bởi vì volume thấp và lần cuối cùng là phiên gần đây nhất là phiên ngày hôm hôm qua đúng không phiên ngày hôm qua cũng vượt 35 không thành công Đấy, tới, tận là bốn lần, gần như là bốn lần. À, gần như là bốn lần nó không vượt được cái ngưỡng 35 này, cứ đẩy lên là bị bán, cứ đẩy lên là bị bán, cứ đẩy lên là bị áp lực chốt lại. Thì chúng ta sẽ phải nhận xét được rằng là đây không còn là một cái vùng giá hấp dẫn của BVS để mà nhà đầu tư chấp nhận họ mua vào nữa. Đấy, cho nên rằng à, chúng ta cần phải biết được yếu tố rủi ro nó đang tăng dần lên và cái gì à? À, những nhà đầu tư họ như nào mà họ không còn muốn đẩy giá cổ phiếu này lên nữa thì buộc lòng cổ phiếu nó sẽ phải như nào à, à có cái sự điều chỉnh nhẹ ngắn hạn ha à, đấy cũng tương tự như là BVD thì BVD nó có cái phiên mà nó FOMO ở đây này không biết là có cái tên gì có là do báo cáo tài chính các anh chị đó thì cũng đẩy lên nhưng mà xuôi một cái là đẩy lên thì lại gặp cái 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 kháng cự cái đường chen cái đường chen nối hai cái cái đỉnh trước lại với nhau đấy, thì nó chạm đây một cái thì nó lại quay đầu nó điều chỉnh nó giảm ha à, các anh chị ha ở đây nó cũng có một cái gì một cái chen lai dị nhỏ ở đây nữa này đó ha à, ở đây nó còn cái trend line nhỏ ở đây nữa này thì chúng ta sẽ chờ xem khả năng cao là những cái mã cổ phiếu giống dòng dầu khí á nó sẽ chỉnh đôi chút đó. nó sẽ chỉnh đôi chút trước khi mà nó có thể nó về nó test lại những cái đỉnh ở thời điểm là tháng 3 hoặc là những cái đỉnh mà năm 2022 các chị nhé rồi thì ở đây thì mình cũng hy vọng rằng là BVD nó sẽ không chỉnh quá là nhiều tầm cùng cùng lắm là khoảng tầm là về 24 đó khoảng tầm là về 24 có thể đã chạm về lại cái biên dưới ở đây đấy rồi BVS thì sao? BVS thì mình cũng có trước đó mình có dự định là nó phải tiến lên được khoảng tầm vùng mà cái nữa rồi sau đó nó mới điều chỉnh nhưng mà không các anh chị ha. Đấy thì khả năng cao là lần thay á lần này nó có thể nó test về lại cái đỉnh ở đây. Đây, có thể là quanh cái ngưỡng ở vùng 32, 32.5 các anh chị nhé. 32 32.5 đó, nó sẽ chỉnh về đó. Đây, khu vực này nhá. Rồi BBC cũng tương tự nó sẽ về lại cái vùng nền dưới nha, yeah, vùng nền dưới hoặc là cái vùng đáy quanh cái ngưỡng vùng 17 năm cho tới vùng 17 8 à, 17 năm đến với vùng 18 đấy nha. Yeah, nên là các anh chúng ta lưu ý không có nên đu quá là cao ở trên này để mà ha, để mà mà, mà mà mà, mà mà bị ăn một cái cú điều chỉnh trong ngắn hạn. Thì tất nhiên á là các anh chị chúng ta phải hiểu rõ nó như thế này. Những cái pha điều chỉnh như thế này nó rất là bình thường. Trong một cái quá trình đi lên thì gặp những áp lực chốt lại, những cái áp lực mà đeo bám, đúng không ạ à? và không có muốn đẩy giá cổ phiếu thì buộc lòng là phải rủ bỏ những cái cái, cái 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 nhà đầu tư đó ra thì rủ bỏ xong để mà gom lại thêm một cái lượng hàng ở những cái vùng giá nó thấp hơn á thì như thế nào ạ à? à khi mà những nhà đầu tư họ đã chấp nhận được ở một cái mức giá cao rồi họ chấp nhận mua vào ở một, một cái mức giá cao rồi cao hơn thì họ sẽ bắt đầu họ đẩy giá và đẩy giá cao hơn nữa và khi mà có những cái câu chuyện về báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 3, quý 4 này thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là Ừ. Cổ phiếu nó sẽ mạnh mẽ như thế nào ha. Đấy, rồi đến tiếp theo là dòng thép. Thì hôm qua dòng thép là gặp một cái áp lực gọi là khá là 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 là, là à, xấu đến từ báo cáo tài chính, nhưng mà cái nỗ lực mà đà, mà mà phục hồi của uh, dòng thép ngày hôm qua là rất là đáng ghi nhận. Nhưng mà hôm nay thì lại ngược lại. Ha. Thì uh, cho nên là khi mà nếu mà uh, cái cái lực mà kéo vào cuối phiên ngày hôm qua ấy mà phiên đầu sáng nay mà mình thấy nó không có như nào ạ? À, à không có mail cái yếu tố tích cực nữa mà nó lại giảm ngay từ đầu phiên luôn, nó giảm ngay từ đầu phiên luôn, nó kéo dài nó giảm ngay từ đầu phiên và nhà đầu tư họ không chấp nhận họ mua vào. À thì có nghĩa rằng là à, cái vùng giá này là đã, đã như nào ạ? À, đã là cái vùng giá cao đối với những nhà đầu tư rồi và họ như nào à Họ không không thấy cái được cái sự tiềm năng tăng giá nữa thì họ sẽ áp lực chốt lại, ra là bình thường thôi các anh chị. Đấy, tương tự như Nam Kim Đấy à, Cho nên là thôi Sáng nay là mình cũng chim cút luôn Đấy chim cút 50% gì các bạn cổ phiếu nhóm dòng thép Hôm qua là có thêm hòa, hòa Phát Cũng bị bán khá là mạnh Đấy à, Hòa Phát cũng bị bán khá là mạnh Cũng rút chân Đấy Nhưng mà Hôm nay mà bị bán ngược lại như thế này Thì mình cũng phải cần xem xét lại Thì có thể ở đây Nó sẽ tái tích lũy lại Nha Hoặc là đó Như thế nào đó Thì chúng ta sẽ từ từ Chúng ta tính tiếp Các anh chị nha Đấy, và trước hết là chúng ta thấy được là những yếu tố rủi ro ở trên này rồi đó thì mình cứ giữ lại những cái 50% cái lượng gốc mà mình đã mua ở những cái vùng giá phía dưới để mà có những cái cơ hội mình giờ mình 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 cover lại hàng ở những cái vùng giá nó hấp dẫn hơn các anh chị ha đấy có thêm thằng SMC này là à, cũng à, hàng tồn kho nó cũng nhiều này mà giá sắt thép thế giới hình như cũng đang đang có những cái sự điều chỉnh thì phải đó à, cho nên là cái thằng này là cái thằng chịu thiệt hại nặng này nhất ha rồi VGS thì mình cũng đã nhận diện được cái rủi ro khi mà nó mất cái 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 phiên ngày hôm qua nó mất vùng giá 19 ấy nó mất vùng giá 19 thì ngay lập tức là mình cũng cho hạ cái cái cái, cái cổ phiếu này luôn Đấy. ha cho nên là phải nhanh nhạy nhá mình nhanh nhạy mình đánh ngắn ở những cái nhịp mà vùng giá cao thì mình sẽ phải phát ra khi mà nó vi phạm những cái quy tắc đó đây này ví dụ chẳng hạn như là nó gãy xuống em bay năm em bay mười là bắt đầu là mình chạy rồi nha thậm chí là hồi nãy quên bật cái 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 này thì có bvs nó cũng đã bị gãy mất cả đường em 20 hai mươi đó nó thủng mất cái đường em 20 hai mươi bắt đầu em bay năm em bay mười nó bảo nó cắt xuống rồi nó cắt xuống đường em 20 hai mươi rồi thì những cái áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn sẽ như nào ạ à? sẽ càng rõ ràng hơn các anh chị nhá đó, đó là cái điều mà các anh chị ta lưu ý nha. Yeah. Rồi tiếp theo là dòng bất động sản. Dòng bất động sản thì trong cái tuần vừa qua cũng như là ngày hôm nay, hôm qua, hôm bữa nữa thì cũng đã có gì cái cái, cái cái nhịp mà nó tăng lên khá là tốt. À, nhưng mà hôm nay là bắt đầu là cái áp lực bán nó tương đối là lớn và cũng như là cái việc mà tăng giá lên á, nó kèm với khối lượng nó cực kỳ là cao luôn các anh chị nha, nó cực kỳ là cao luôn như thế này. Đó, nên là cái yếu tố như thế này này, thì các anh chị chúng ta càng phải lưu ý, càng phải như nào đáng quan tâm. Bởi vì sao ạ? <laughs> giá cổ phiếu tăng nó không tương xứng với lại là cái khối lượng tăng đó các anh chị thấy à? và những cái nhịp ở vùng đỉnh mà nó cao dưới này ở biến động nó lỏng á ở biến động nó lỏng nha thứ nhất là biến động nó lỏng thứ hai là volume kèm theo nó lớn thì đây khả năng cao là nó có thể là những cái vùng phân phối ngắn hạn đó nên là các anh chị chúng ta lưu ý chút xíu nha có hdc thì vẫn khỏe nhưng mà nó cũng đã gặp những cái áp lực bán cực kỳ là lớn rồi đó, các anh chị chúng ta lưu ý nha, nó đã chạy nước rút khoảng tầm là 4 năm phiên ở đây rồi. Thì ở những cái cơ hội trên đây không còn là những cái cơ hội ngon ăn nữa mà nó sẽ trở thành những cái rủi ro cho các anh chị chúng ta nếu mà mua ở những cái vị thế trên này. Các anh chị chúng ta lưu ý nhé. <laughs> rồi ngay cả Long Điền là mình mua ở những cái vùng giá 5.5 ở đây là mình cũng bắt đầu mình cũng thấy rén rồi đó. Rồi hay như L14 ở đây mình cũng có cho mua khi mà đánh break out khỏi cái ngưỡng vùng giá 46 này, 465 này, ấy thì hiện tại cũng đang lỗ nhẹ chút xíu thôi, không thành vấn đề. đấy nhưng mà con này thì Tuấn nghĩ rằng là đánh dài được, ha. mình đang gom là 14. Có DBG là nó khỏe này, nhưng mà hôm nay có thể khả năng rất là cao là một cái cây bull trap của DBG. anh chị nha. Chúng ta lưu ý. thì dòng 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 bất động sản thì Tuấn thấy cũng bắt đầu có những yếu tố rủi ro đối với lại những cái mã cổ phiếu đầu ngành rồi. <laughs> Hôm nay bất động sản giảm cũng nhiều đấy Ngay cả TDH này thì mình cũng đánh vui vẻ này Nhưng mà khả năng cao là cũng phải như nào ạ à? à? Cắt lỗ bớt ở đây nhá. L18 khỏe nhà Đấy Nam Long cũng bắt đầu à. đấy cũng đã chạm vào được cái target khoảng tầm là 40 mà tôi cũng đã đề ra cho các anh chị chúng ta đúng không ạ à? thì chúng ta sẽ canh đó mà chúng ta chốt lại thôi chứ chúng đoạn này chúng ta sẽ không tham các anh chị nhá, không tham rồi, uh, qua tiếp đến dòng uh, chứng khoán. Thì uh, dòng chứng khoán thì chúng ta cũng thấy là hôm nay áp lực bán ra của nhóm dòng chứng khoán. Theo tôi cũng thấy là nó đã bắt đầu có cái sự đồng đều rồi. Không còn những cái mã cổ phiếu nào mà, mà nó quá khỏe nữa đâu. Chỉ có trừ cái con có game này là con ABS hoặc là nó 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 uh, nó có đội lái riêng thì thì nó uh, uh, cung cầu nó đều điều tiết nó nó khác thôi. Nhưng mà đa đại đa số là 90% các anh chị chúng ta thấy đây từ HCM Đấy, cũng đã bắt đầu cắt rồi này ha à, đã bắt đầu cắt rồi em năm cắt xuống em 10 và thậm chí là sắp sửa là nó cắt xuống luôn cả em 20 hai mươi nên đang báo hiệu cho một cái nhịp điều chỉnh sắp xảy ra rồi à, rồi ssi cũng tương tự như vậy các anh chị nhé ssi cũng tương tự như vậy đó rồi vci hôm nay giảm ba phần trăm luôn này Đấy. các anh chị chúng ta lưu ý ha giảm ba phần trăm này đây chính là những yếu tố rủi ro mà có cổ phiếu nó có thể nó điều chỉnh đấy thì thường là chúng ta lặp lại này khi mà cổ phiếu bắt đầu lên cao này ấy Thì khi mà chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? À bắt đầu đây có những cái tín hiệu là gì? Điều chỉnh giảm. a à, điều chỉnh nó giảm. MA5 cắt xuống MA10. Rồi sau đó là đường giá nó cắt xuống MA5 là MA10. À, là bắt đầu là cho thấy những cái tín hiệu rủi ro của thị trường. Nó đang cận kề rất là cao rồi. À, VND sau khi mà vượt đỉnh xong thì cũng quay về nó té lại. ấy thì ở chỗ này thì nó vẫn có thể nó rướng nhé thậm chí là các anh chị chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ khá là giống với cái giai đoạn này này đó nó sẽ giống với cái giai đoạn này này nha nên là chúng ta cần phải lưu ý mai nó vẫn có thể nó hồi mai nó vẫn có thể nó hồi nhưng mà sao ạ à? rủi ro là khá là cao khi mà nó có thể nó tái hiện lại cái vùng này để mà nó tái tích lũy lại đấy các anh chị đây nó có thể nó tái tích lại tái tích lũy lại ở đây ha nên là cũng chú ý nó nha nên là cũng chú ý thôi Đấy, thì uh, các anh chị chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ về cái nhóm chứng khoán này nha uh, thì uh, mình cũng không phải là mình chim lợn gì về nhóm chứng khoán bởi vì mình biết được rằng là đây là những cái nhóm cổ phiếu leader là những cái uh, mã cổ phiếu mà chúng ta đã ăn rất là nhiều từ những cái giai đoạn chân sống mà tuấn đã khuyến nghị với các anh chị chúng ta là ở những cái giai đoạn là cuối tháng 3 đúng không ạ ví dụ chẳng hạn như từ đây đến đây là khoảng tầm là bốn mấy năm phần trăm như thế này rồi ai ai cũng có lãi cả ai ai cũng có lãi cả các anh chị giữ tới mức này là ai ai cũng có lãi cả đó no. nha còn đối với các anh chị nào mà mới tham gia đấy thì chúng ta chỉ biết là cẩn thận là như vậy thôi thì tham quá thì chúng ta rất là dễ bị mất đi những cái thành quả mà những cái giai đoạn trước đó mà mình đã gặt hái được các anh chị nhé rồi tiếp theo là có thêm nhóm đầu tư công thì à, chúng ta vừa mới đón nhận thông tin là việc ur đúng không việc ua trúng thầu <laughs> hình à, như ông này trúng thầu VCR các anh chị đó thằng VCR là bắt đầu nó trúng thầu các anh chị ha thì hôm nay là nó tăng 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 trần à, nhưng mà à, hôm nay là cái phiên mà cũng cảm thấy là nó cũng lợi dụng cái tin tức để mà nó 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 nó, nó đẩy lên được thêm một nhịp nữa Hình à, như các anh chị có thấy nó đẩy lên rất là nhanh nhưng mà nó bán ra ở mức giá trần là rất là nhiều nha nó bán ở cái mức giá trần là rất là nhiều giống như là ai mà cái tin mà hôm thứ sáu tuần trước tự nhiên cái một luồng nào đó nó bán ra rất là mạnh, thậm chí là chạm cái giá sàn. chạm cái giá sàn mà trong khi thằng CTD nó lại tăng trần. À, trong khi thằng CTD nó lại tăng trần thì hôm nay thì CTD nó bắt đầu nó bán tháo và nó gãy luôn rồi. Trước đó thì nó cũng đã có một cái nhịp mà nó bán tháo ở đây. Đó, thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng là đây chính là cái cái cuộc chơi về tin tức về media các anh chị ha. Đấy, nhưng mà khả năng cao là sau cái này là là, là đã biết được rằng là uh, VCG nó đã trúng thầu rồi nhá. Và liên liên danh của uh, VCG thì có thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó đứng đầu á thì là là đã trúng thầu 30 gói 35 000 tỷ này rồi. Đấy. nhá. <laughs> 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 yeah. Thì uh, mọi người sẽ thấy được rằng là cái cuộc chơi trên thị trường về tin tức đúng không? nó rất là 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 là, là khắc nghiệt khi mà các anh chị ta đánh theo tin tức thì chúng ta cũng sẽ phải biết nắm chân khi mà có biến xảy ra một cái là chúng ta sách dép chúng ta bỏ chạy ngay các anh chị ha ấy thì nói chung là VCG thì Tuấn cũng đã phân tích những cái mẫu hình ở đây tái tích lũy ở đây và cũng như là những cái pha mà nó ở đây này đó ở đây là một cái pha BU này nó test lại này đó. đây ha ba BU này Đấy, và sau khi đó là những cái nhịp mà nó tăng tốc nó đi lên là rất là bình thường và khi mà lên trên này rồi chúng ta sẽ như nào À, à canh mà chốt lãi thôi. Nó cũng đã bước vào một cái nhịp là gì à? à, quá mua rồi các anh chị nhá. Không nên tham nữa nha, không nên tham nữa mà chị nhiều chủ yếu là canh, chốt lãi thôi. Được chưa? Rồi, ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu đầu tư công khác thì tôi cũng thấy nó cũng bắt đầu có yếu tố rủi ro. Mặc dù là nó có thể nó không điều chỉnh quá là nhiều, nhưng mà càng lên cao thì à, à, cái động lực tăng giá và cộng thêm là cái rủi ro của thị trường chung á nó không có ủng hộ đối với lại những cái mã cổ phiếu midcap e này nữa thì chúng ta sẽ càng phải cẩn thận hơn các anh chị nha. Đấy có thể nó đang tích lũy trở lại, nó à, có thể nó đang tích lũy một cái cái giai đoạn mới trở lại. À cho nên là thôi cũng đừng có đu giá quá là cao hoặc thậm chí là uh, kiên nhẫn chúng ta đứng nhìn chúng ta nắm giữ tiền á, thì nó sẽ tối ưu hơn các anh chị nhé. Rồi coi thêm nha, cả HSB này, đấy nó cũng bắt đầu đi ngang rồi. Nhưng mà cái xung lực nó yếu dần các anh chị nha đi ngang nhưng mà lại cái xung lực của nó thế nó, nó lại yếu dần đó. Đấy, thế thôi rồi ngay cả bán lẻ cũng bắt đầu là có áp lực chốt lãi rồi nhưng mà lưu cờ này rồi hay như con pet này rồi FRT cũng khả năng khá là ảo ma đấy FRT là báo cáo quý 1, quý 2 lỗ liên tiếp luôn Có khi bị cắt margin nữa cũng nên đó. Thêm một quý nữa là có khi bị cắt margin Thì có DigiWorld nó cũng vẫn còn đang khá là mạnh Và vẫn duy trì được cái 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 vùng giá cao ở đây thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là cổ phiếu đi chưa này nó 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 tích lũy lại như thế nào à, khả năng cao là con này cũng rất là khỏe từ những cái vùng chân sóng mà tuấn cũng đã có kẻ ở đây cho mọi người thấy này đó rất là đáng tiếc khi mà không có bắt được cái nhịp này ở cái vùng giá 35, 36 của đi nếu mà tính hiện tại là cũng được 50 rồi các anh chị em có thấy nhanh không à, chỉ trong vòng khoảng tầm là hai tháng thôi cổ phiếu lên được 50 phần một cái tỷ suất sinh lời cực kỳ là đáng nể luôn à. Rồi uh, ngoài ra thì hôm nay dòng mà, chủ nó cũng điều tiết chỉ số khá là nhiều à, Như là P&G cũng bắt đầu hôm nay báo bán rồi này Vinamilk hôm nay cũng báo bán này Sapeco lên ha Nhìn chung là con Sapeco này nó cũng sẽ có thời điểm là nó lên tiếp đấy Nha Những cái lúc như thế này là là, là Sapeco nó vẫn sẽ có những cái thời điểm nào nó lên tiếp đấy các anh chị BVH cũng lên được á Rồi Ok Phân bón nó cũng đang rất là mạnh các anh chị ha À, phân bón và hóa chất thì hôm qua phân bón là có DCM này hôm nay là DCM kéo vượt lên khá là mạnh nhờ vào cái giá phân ure nó cũng đang trên thế giới nó cũng đang tăng rất là lớn đấy thì những cái vùng giá mà Tuấn cũng đã khuyến nghị với mọi người là từ những cái vùng là 25 thậm chí là 26 ở đây là Tuấn mua này nhưng mà lên được khoảng tầm 20 28 mấy là Tuấn bán mất tiêu rồi à, Tuấn lướt nhanh là lên được hai giá là Tuấn bán mất tiêu rồi à rồi DBM nó cũng lên được nhưng mà có những cái gáp ở đây thì mình nghĩ là nó sẽ lấp lại cái gáp trước khi mà nó đi lên tiếp các anh chị nhá có dgc hôm nay là khỏe cực kỳ là khỏe ở con dgc này thì nó đang khá là giống với lại là con dg world đấy. Đó. À, à, dg world nó giống với lại dgc đấy nó cũng đang có những cái nhịp mà nó, nó, nó liên tục là nó giữ giá ở vùng cao Đó. để mà nó khi mà nó có một cái giai đoạn mà nó ước phá được thì nó sẽ giống với lại là dgc nó sẽ tăng một cái nhịp như thế này Đó. có một cái phim nó tăng như thế này à. CSV thì nó yếu hơn, nha các anh chị nha CSV thì nó yếu hơn DGC. Rồi thì tổng thể là như vậy, các anh chị nhá Nên là chúng ta sẽ uh, cần phải cân nhắc rất là kỹ về những cái yếu tố là mua mới. Bởi vì uh, những cái Nhịp gần đây thì như Tuấn nói với mọi người uh, cẩn trọng trong cái việc mà mua mới và việc mà quản trị cái gì à? đây này, các cái dòng cổ phiếu đi lên thì ai nắm giữ nào uh, dòng nào thì ở dòng đó bám theo cái tín hiệu vận động của thị trường để ứng biến phù hợp không đáng đỉnh cũng như là tránh FOMO mô đổi giá các cái, cái, cổ phiếu gần những cái kháng định uh, cự, kháng cự đỉnh trước đó nha đừng đừng có quá là tham thực sự là mình cũng uh, cũng cũng uh, khá là là là, là e dè yeah với lại là tình hình của thị trường chung ấy bởi vì cái mục tiêu ban đầu mà tuấn đề ra cho các anh chị nhà đầu tư có nghĩa là quanh cái ngưỡng vùng một nghìn hai trăm mười lăm cho tới vùng một hai trăm hai mươi thôi đúng không ạ Hiện tại nó cũng đã bước thoát lên và hôm nay có khi nó đã chạm về lại tới tận 1.232 rồi. Đó, mà cái vùng này này, các anh chị em ta để ý là cái vùng này chính là trên cái vùng 1.230 trở lên đó. Thì đây chính là một cái vùng gọi là cái vùng phân phối trước đó của thị trường chúng ta trong cái giai đoạn là à, một cái nhịp hồi phục ngắn trở lại sau cái quá trình mà nó rơi từ vùng 1.500 về lại vùng 1.160. Đúng không ạ? À? Đó thì các anh chị ta sẽ thấy đây chính là cái vùng phân phối trước đó của thị trường chúng ta chúng ta qua đây chúng ta nhìn cho nó dễ nhé đó thì cái vùng này chính là cái vùng phân phối của thị trường chúng ta giai đoạn trước này đấy đây chính là cái vùng phân phối trước đó của thị trường chúng ta ha đây là cái vùng tái phân phối của thị trường thì khi mà nó lên đây này đấy thì chắc chắn với các anh chị nhà đầu tư rằng là những nhà đầu tư nào tham lam trên những cái khúc này sẽ như thế nào ạ à? À, những cái vùng giá cao tham lam những cái vùng giá cao trên này thì chắc chắn sẽ phải đón nhận những cái rủi ro nó cực kỳ là lớn à, à. thì à, chắc chắn là nó có cái sự phân hóa về à, cổ phiếu cũng như là về dòng tiền rồi nhưng mà nói chung đi chăng nữa thì như thế nào ạ à? thì 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 à, cái việc mà lên trên này chúng ta quản trị rủi ro là cái việc ưu tiên nhiều hơn là cái việc mà chúng ta liên tục chúng ta gia tăng quy mô vốn ở những cái vùng đỉnh như thế này các chị chúng ta lưu ý nhé thì thị trường ta cũng đã có một tháng vừa rồi là nó tăng tốc sau một cái nhịp chỉnh ngắn ở cuối tháng sáu lúc đầu là mình cũng nói với các anh chị nhà đầu tư rằng là mình dự định là dự đoán là có một cái nhịp mà nó điều chỉnh ngắn ở vào đầu tháng 7 nhưng mà không nó chỉ chỉnh tầm có một hai phiên thôi rồi sau đó là tiếp tục nó vượt lên và nó tăng tốc rất là mạnh mẽ thì khi mà lên đây rồi là đã tăng tốc liên tục liên tục như thế này rồi thì Tuấn không nghĩ là cái động lực tăng giá nó sẽ còn trong cái tuần này nữa À mà bắt đầu tháng 8 này thì có thể là 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 một cái nhịp mà có thể là sẽ là điều chỉnh Nó sẽ không có điều chỉnh quá là sâu Nhưng mà phải cần phải chú ý nó có thể nó chỉnh đâu đó nó về lại à, Vùng 1182 hoặc là 180 gì đó Có à, nó thể nó chỉnh thêm được khoảng tầm là 30 điểm thôi rồi sau đó lại tiếp tục nó vượt Đấy những cái kháng cự như thế này thì nó cũng sẽ rất là bình thường trong cái quá trình mà nó uptrend Nhưng mà cái điều chỉnh sẽ là những cái cơ hội cho những cái anh chị nhà đầu tư nào chúng ta biết nắm bắt được cái thời điểm mà và, và 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 có những cái sự chuẩn bị nó đủ tốt các anh chị ha. Rồi, ok thì uh, Tuấn cũng xin phép được uh, kết thúc tại đây. Thì uh, theo mình nhận thấy thì, thì thì cái yếu tố rủi ro nó bắt đầu cũng đã tăng dần rồi, liên tục là những cái phim mà nó đẩy volume đẩy cái khối lượng lên rất là cao cái giá trị giao dịch cũng đã đạt khoảng tầm là à gần 30.000 tỷ rồi các anh chị rất là nhanh nhé ha à, đấy đó là những cái tín hiệu rủi ro cho các anh chị chúng ta mặc dù biết là tiền trên thị trường nó đang cực kỳ là nhiều đấy, đổ xô vào thị trường cực kỳ là lớn nhưng mà trước những cái pha mà 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 bước vào một cái uptrend nó mạnh mẽ hơn đó thì nó luôn luôn sẽ có những cái cú điều chỉnh các anh chị nhé ha à, rồi ok, cảm ơn các anh chị ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay. Nếu mà thấy hay và bổ ích đó, thì các anh chị chúng ta có thể là hãy nhấn nút like video này cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để mà tiện theo dõi Tuấn được à, thường xuyên hơn nhé. Và cũng như là Tuấn cũng để một cái link room cộng đồng ở đây để cho các anh chị chúng ta tiện chúng ta, ta à, tham gia vào và có thể là trao đổi cùng với nhau các anh chị nhé rồi cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo